Rồi, xin chào anh em. Lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ câu 68. Thì cũng như thường lệ mà thôi, thì tuần vừa qua chúng ta vừa trải qua một tuần nó khá là giông bão đúng không? Thì mình nghĩ rằng là chắc hẳn là anh em chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng thị trường mà thôi. Vì thế nên trong tuần này thì mình cũng sẽ như bao tuần trước, thì mình cũng sẽ gửi đến cho anh em những cái thông tin kịp thời nhất trên thị trường của chúng ta. Thì như anh em cũng biết đó, thì trước một cái cú sốc Luna và USDT nó quá là nặng như vậy thì thị trường của chúng ta nó cũng đã một phần nào nó đi chậm lại đúng không? Và dường như là nó không có bất kỳ một cái biến động nào nó quá là dữ dội trong cái tuần trước kéo đến tuần hôm nay, và nó vẫn cứ liên tục trì trệ như vậy mà thôi, và tất cả tâm điểm thì đều xoáy vào cái sự khủng hoảng Luna và USDT này. Thì trong ngày hôm nay thì đầu tiên á, nó có những cái diễn biến mới nhất mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em xung quanh cái sự kiện này. Thì những cái diễn biến này nó đến từ những cái nhà lãnh đạo được xem là uy tín nhất trên thị trường của chúng ta, và họ đang mổ xẻ cái vấn đề này ra sao. Thì đầu tiên đó, như anh em nhìn thấy trên màn hình của mình đây, thì chúng ta đã có một cái sự lên tiếng của một người mà mình cho rằng là ai của chúng ta chơi trong cái thị trường này đều biết cả, đó chính là CZ ha. Thì ông á, là nhà sáng lập kiêm là CEO của sàn Binance. Thì này, anh em cũng biết là trên cái quan điểm của ông đó, là khi cái sự kiện này nó đi vào cái mức khủng hoảng quá mức đó, thì ông cuối cùng cũng đã lên tiếng rồi. Và theo cái quan điểm của ông á, thì anh em biết rằng á, ông đưa ra những cái chia sẻ như sau. Thì thứ nhất á, ông chia sẻ rằng là ông cảm thấy ông khá là thất vọng về cái cách làm việc của đội ngũ của team Terra. Tại vì á, là so với đội ngũ của team Axie Infinity, khi mà anh em còn nhớ cái vụ mà team Axie Infinity họ gặp một cái sự cố, đó chính là bị hack cái cầu nối Runin đó, mà tổng thất khoản hình như mình nhớ không nhầm là tầm 622 triệu USD đúng không? Đó thì ngay tại lúc đó thì đội ngũ của team Axie Infinity họ đã liên hệ với CZ, và cả hai đều cùng nhau hỗ trợ nhau để mà có thể đưa đến những cái giải pháp nó kịp thời nhất cho nhà đầu tư chúng ta. Nhưng mà đối với team Terra đó thì giống như kiểu là họ làm việc khá là độc lập, và họ cũng chẳng liên hệ gì với ông cả, và họ cũng chẳng đem đến một cái giải pháp nào đó kịp thời để mà có thể giúp đỡ các nhà đầu tư ngay trong thời điểm hiện tại, mà nó để kéo dài đến như vậy và gây một cái tổn thất vô cùng nặng nề. Và thậm chí nếu mình nói không hơn không kém, chính là chính họ đã kéo, họ đã làm phá vỡ cái cấu trúc của thị trường đi, và họ kéo thị trường chúng ta đi xuống, tạo ra một cái vụ mà mình nghĩ rằng là chấn động bậc nhất trong cái lịch sử phát triển của ngành crypto chúng ta đó. Thì đó là những cái quan điểm thứ nhất, là ông cảm thấy ông quá là thất vọng về đội ngũ của team Terra. Và sau đó là ông đã ngồi lại đó, và ông dành ra khoảng 2 tiếng để mà ông có thể liên hệ với bên đội ngũ team Terra, và cả hai thì cũng đã thảo luận với nhau. Và sau cái cuộc thảo luận đó thì CZ đó, ông mới đưa ra những cái giải pháp, tức là bây giờ đó là thay vì team Terra họ đề xuất thêm một cái là họ sẽ hard fork cái blockchain hiện tại đi thành một cái blockchain mới, thì ông cho rằng cái việc hard fork như vậy thì nó không có hợp lý anh em, mà thay vào đó là team Terra bây giờ nên đặt trọng tâm là bồi thường cho những nhà đầu tư bị thiệt hại sau cái vụ khủng hoảng này, và đặc biệt là những nhà đầu tư nhỏ lẻ đó, tại vì là họ chính là những cái người bị ảnh hưởng tâm lý khá là nhiều. Thì cũng có một số thông tin mà mình biết rằng là chắc anh em cũng đã đọc qua rồi, đó chính là sau cái sự kiện này đó thì đã có rất nhiều nguồn tin họ cho rằng là có những người mà họ đầu tư vào Luna USDT thì họ vì tâm lý nó quá là tiêu cực nên họ đã tự mình đi đến những cái hành động nó khá là ảm đạm anh em đó. Mình không có muốn nhắc tới một cách cụ thể, tại vì cái vấn đề này thì nó khá là nhạy cảm đó. Thì CZ thì ông nói rằng là team của Terra nên đặt trọng tâm vào cái này đó. Và thứ hai nữa đó là cái việc mà Terra họ đã dùng cái nguồn dự trữ Bitcoin của họ ra sao thì ông cần phải biết cái vấn đề đó. Thì ngay lập tức đó, khi mà CZ ông nêu lên những cái quan điểm như vậy, thì bên phía của Luna Foundation Guard đó thì họ cũng đã nói rằng đó, họ cũng đã ngay lập tức ngày hôm sau họ chia sẻ một cái thông tin rằng á, là tất cả những cái nguồn dự trữ của họ như mình đang trình chiếu cho anh em ở đây, đó chính là khoảng là 80.000 bit đó, 80.000 bit tính đến ngày 7 tháng 5 nha, hơn 80.000 bit, còn lại là BNB, USDT, USDC, AVAX, UST và Luna. Thì á, trong cái nỗ lực quá trình dài như vậy đó, thì từ khi mà nó sụp đổ như vậy đó, thì bên phía của Luna Foundation Guard đó là họ đã thực hiện nhiều lần để mà họ bán đi cái lượng BTC này, cũng giống như là cái việc mà họ đang họ đi ngược lại với cái sứ mệnh ban đầu của họ như vậy, tức là họ chấp nhận họ làm sai với cái tuyên bố của mình để mà họ cứu rỗi cái đồng UST đó bằng việc là họ liên tục họ bán ra BTC đó. Thì nhưng mà cái việc mà họ bán hết trong cái quá trình như vậy, nó diễn biến từ khi sụp đổ như vậy, họ bán hết cái số lượng BTC đó ra là rơi vào tầm khoảng 3 tỷ đó anh em, 3 tỷ so với cái đợt mua ban đầu của họ đó. Thì cuối cùng thì USDT nó cứ đâm và nó chết luôn đó, và cái 3 tỷ USDT đầu tư ban đầu của họ thì nó đã không cứu rỗi được
cái sự kiện lần này. Đó thì xét về mặt hiện tại đó thì tất cả những cái nguồn tài sản mà Luna Foundation gói họ bung ra để mà họ cứu đó thì họ đã bán hết rồi, chứ họ không có giữ gì cả. Và khi mà họ bán hết như vậy, họ không cứu được như vậy đó, thì cái lượng mà còn lại của họ đang giữ đó thì ở đây thì họ cũng đã công bố luôn là 313 BTC, khoảng 39.000 BNB. Và cái số lượng còn lại này đó là họ sẽ dự định để mà họ có thể bồi thường cho nhà đầu tư ha anh em. Đó, nhưng mà tiếp theo thì chúng ta có một cái sự kiện gì? Tiếp theo thì chúng ta có một cái sự kiện đó là khi CZ đó, ông đã lên tiếng quá nhiều về cái sự kiện này thì đã có rất nhiều cộng đồng nhà đầu tư họ cho rằng đó là liệu CZ và Luna có một cái mối liên hệ mật thiết gì không, mà tại sao ông lại nhắc quá nhiều về cái sự kiện này như vậy? Đó thì đã có một những cái nhân vật họ có một cái tiếng nói nhất định trên thị trường tiền mã hóa, thì họ nói rằng đó là trong cái đợt huy động vốn của Luna vào năm khoảng là năm 2018 đó, thì đã có mặt của Binance Lab là đã đầu tư vào cái vòng seed đó anh em. Đó, cái vòng này nó trị giá khoảng 32 triệu. Đó thì sau những cái thông tin đồn đoán như vậy đó thì cuối cùng thì CZ ông cũng đã lên và ông nói rằng đó là thực chất cái vụ này đó thì bên phía Binance cũng chả có nhúng tay gì vào cả anh em. Đó mà cái vụ này đó thì thực tế đó là Binance đó là họ cũng đã có đầu tư vào Luna rồi, nhưng mà tại một cái thời điểm đó cái thời điểm mà họ đầu tư á là thực tế là nó không có cái đồng USDT này. Như anh em cũng biết, nếu mà chúng ta lần lại quá trình lịch sử đó thì cái đồng USDT này thì nó được ra mắt vào tầm khoảng tháng 9 năm 2020 đúng không? Mà cái vòng đầu tư này của Binance đó là nó lại rơi vào năm 2018. Đó, và đến thời điểm hiện tại đó thì cái số lượng mà Luna mà bên phía Binance đang giữ đó thì họ vẫn chưa có bán đồng nào cả. Và một cái điều thú vị mà mình muốn cho anh em biết được rằng đó là ngay cả chính CZ ông cũng khá là bất ngờ với cái việc này. Tại vì ông chia sẻ như sau nè, là vào năm 2018 khi mà bên phía Binance họ mua khoảng là 15 triệu Luna đúng không? Đó thì lúc đó là Luna chỉ là một cái blockchain layer 1 đơn thuần thôi, không có USDT trong đó. Rồi, và sau đó anh em biết là đến năm 2020 thì mới có USDT. Và cái cơ chế mean burn của USDT và Luna thì mình cũng đã giải thích cho anh em rồi, và nó dẫn đến cái việc sụp đổ như bây giờ. Thì bên phía Binance nó kéo dài từ đó tới giờ thì họ vẫn chưa có bán gì hết. Và cái giá trị khi mà Luna đạt đỉnh đó anh em, mình nhớ không nhầm là 110 mấy đô thì phải, thì nó đã khiến cho cái khoản đầu tư của Binance đó, nó lên tới 1,6 tỷ đô cơ. Đó, nhưng mà Binance vẫn không hề xả. Và cho đến thời điểm hiện tại đó thì 1,6 tỷ đô đó thì bây giờ nó khá là, chắc nó chỉ còn ở đâu đó khoảng là vài nghìn đô hoặc thậm chí là mấy trăm đô mà thôi. Nếu mà trong tương lai á mà cả Luna và USDT cứ tiếp tục đâm mạnh như vậy thì mình nghĩ rằng nó sẽ chẳng còn gì cả. Thì đó là cái lời giải thích của CZ, và ông cũng đã để một cái đường link để mà cho chúng ta click vào đây để mà cho chúng ta thấy được rằng là đó, bên phía Binance họ vẫn giữ như vậy chứ họ không hề xả ra. Thì đây là một cái trường hợp khá là hy hữu. Mà nếu mình nói vui rằng chắc là CZ cũng đang khá là ấm ức khi mà ông bị mất một cái khoản tiền nó tương đối là lớn như vậy, đúng không anh em? Đó, nhưng mà nó tiếp theo một cái dòng sự kiện khác, tức là mặc kệ những cái lời của CZ đang ủng hộ cho bên phía của Team Terra, ông nói rằng là mấy anh phải mau chóng, mấy anh buyback lại cái lượng Luna đó và mấy anh đốt đi. Nhưng mà cái việc đốt và cái việc buyback như vậy thì mấy anh phải cần tiền và mấy anh phải làm bất kỳ giải pháp nào để mà mấy anh thực hiện được cái điều đó. Và một cái mục tiêu mình mới vừa trình bày là trả lại cái số tiền đó cho nhà đầu tư ha, bồi thường cho nhà đầu tư đó. Nhưng mà cuối cùng thì anh em biết nó có một cái chuyển biến khá là bất ngờ, tức là bên phía Do Won là CEO của Terra đó, thì dĩ nhiên mình nghĩ rằng là ông cũng sẽ nhìn ra cái vấn đề mà CZ đang khuyên đội ngũ nên làm như vậy, đúng không? Nhưng mà cuối cùng Do Won lại không có nghe vấn đề đó, mà ông lại rẽ ra một hướng khác, là ông muốn vào thời điểm hiện tại Luna phải bị hard fork, tức là bị tách ra một cái blockchain mới. Thì anh em biết á, cái việc tách ra một blockchain mới nó đã có khá nhiều trường hợp trong quá khứ rồi, như chúng ta có thể kể đến một cái sự kiện khá là đặc biệt là The DAO Hack, một cái sự kiện mà anh em biết rằng là Ethereum bị tách ra khỏi hai blockchain riêng biệt, đó chính là Ethereum Classic và Ethereum bây giờ đó. Đó thì Luna bây giờ thì nó cũng tương tự như vậy, và đó là cái đề xuất của Do Won đến với cộng đồng đó. Và mình sẽ giải thích từ từ cho cái vấn đề này anh em. Thì thứ nhất anh em thấy á, trên màn hình của mình á, cái dòng đầu đó là Do Won, nó là Terra có nhiều hơn trong một cái hệ sinh thái của Terra đó, thì không chỉ có mỗi USDT. Anh em thấy nó khá là mâu thuẫn không? Tức là trước đây đó, nếu mà anh em lần lại những cái thông tin trước đây, thì Do Won á là cái người mà liên tục siêu về USDT, và ông cho rằng á là Terra phải làm bất
kỳ cách nào để mà có thể giúp cho UST trở nên lớn mạnh hơn, và cái mục tiêu chính của hệ sinh thái Terra là tập trung hỗ trợ về UST. Đó là cái thứ nhất. Và trong cái đợt sụp đổ đó thì anh em biết là Dowon cũng đã đưa ra một cái phương án rằng là Luna, hy sinh Luna để mà có thể mà cứu UST. Đó, tức là trong quá khứ thì ông cái khi mà ông build Terra đó thì ông đặt trọng tâm rất nhiều vào UST, nhưng mà bây giờ thì ông lại nói rằng là trong hệ sinh thái của Terra thì chẳng thì có nhiều hơn thứ mong đợi hơn là UST. Thì anh em thấy nó khá là mâu thuẫn, tức là trước đây thì siêu khá là nhiều về UST, nhưng mà bây giờ khi mà đề xuất Hartford thì ông lại bỏ rơi UST. Đó là cái thứ nhất. Và cái việc mà bỏ rơi UST như vậy là nó sẽ diễn biến ra sao, tức là trong quá trình Hartford thì nó sẽ có hai cái blockchain mới anh em. Thì cái blockchain mới á, nó sẽ được gọi là Luna, còn cái blockchain cũ á, nó sẽ được gọi là cái này thì mình nghĩ rằng là chắc là ông lấy cái tên trước đây của Ethereum mà thôi. Thì cái blockchain cũ á, nó sẽ được gọi là Luna Classic. Đó, mình tại vì mình cảm thấy khá là buồn cười vì cái chi tiết này. Đó, thì cái Luna Classic này là gì? Thì cái token Luna mà bây giờ những anh em nào mà đang giữ á, thì nếu mà Hartford thành công á, thì cái token này nó sẽ biến thành Lunatic, tức là nó thuộc cái Luna Classic. Còn cái blockchain mới á, được tách ra á, nó sẽ là đồng Luna ha. Thì về cơ bản á, thì cái blockchain mới á, theo cái đề xuất của Dowon khi mà tách ra á, thì cái blockchain mới này nó sẽ không có UST trong đó, mà cái blockchain cũ hiện tại của chúng ta á, là cái đồng Luna, nó sẽ được đổi tên thành đồng Lunatic và nó sẽ có UST trong đó. Thì tức là nói bây giờ anh em cho phép mình nói thẳng ra, tức là cái đề xuất của Dowon chỉ đơn giản là chia lại một cái ván bài mới để ông có thể tiếp tục ông phát triển một cái dự án mới mà thôi. Tại vì cái blockchain cũ của anh em nó là bao gồm cái đồng Lunatic đó được đổi tên ha, và nó là UST, nó chẳng có một cái use case gì, nó cũng chẳng có một cái utility gì cả. Mà trong khi cái blockchain mới, cái định hướng phát triển mới đó thì nó lại không có UST trong đó, thì đó đồng nghĩa với việc là ok, bây giờ nó đã sụp đổ rồi thì ông sẽ tách ra để mà có thể bỏ rơi nó luôn. Và cái việc khi mà ông đề xuất ông tách ra như vậy thì sao? Khi mà cái việc mà ông đề xuất ông tách ra như vậy đó, thì dĩ nhiên khi mà tách ra như vậy thì ông đề xuất rằng là cái blockchain mới được đặt tên là Luna thì nó sẽ có tổng nguồn cung là 1 tỷ, thì trong đó nó sẽ phân bổ lại cho những cái người mà đã nắm giữ đồng UST cũng như những cái người mà đã nắm giữ đồng Luna cũ á, đổi thành Lunatic đó. Thì những cái người mà đã chịu thiệt hại kể từ khi cái đợt sụt giảm nó bắt đầu đó, thì những người đó họ sẽ được airdrop bằng cái đồng Luna mới ở bên blockchain mới, airdrop về cho họ đó, để một phần nào đó gỡ gạt lại những cái khoản lỗ. Nhưng mà mình cho rằng đây cũng là một cái việc mà nó không có đáng kể anh em. Đó, thì nó như là đây là một cái việc Hartford mà mình cho rằng là nó chẳng mang lại một cái giá trị gì cả, và mình nghĩ rằng theo quan điểm cá nhân của mình thì CZ đã đúng rồi. Tại vì nếu mà anh em tách ra một cái blockchain mới thì ổng phát triển cái blockchain mới rồi, ổng build cho nó rồi, còn cái cũ thì để cho ai phát triển, đúng không? Và mình nghĩ rằng chẳng có một cái nhà phát triển nào, chẳng có một cái DApp nào, chẳng có một cái dự án nào mà dám phát triển trên một cái blockchain cũ. Nó là từng bị một cái vết nhơ, một cái vết hoang ố như vậy cả. Đó, thì đồng nghĩa với việc là ok, UST và Luna cũ hoàn toàn bị bỏ lại để mà chuyển qua cái khác, chơi một cái ván bài mới mà thôi. Đó, thì từ đó thì ông đưa ra một cái đề xuất này. Và anh em biết á, thì tại vì á, là ông không có xác định là cái ngày để mà có thể mà bỏ phiếu chính thức cho cái đề xuất này. Thì nhưng mà ngay sau khi cái ngày mà ông đưa ra cái đề xuất đó, thì anh em biết á, là tính cho đến thời điểm hiện tại khi mà mình làm cái video này á, thì cũng đã có những cái cuộc thăm dò, những cái cuộc đề xuất thử cho một cái phương án này để mà Luna có thể Hartford ra theo một cái hướng đi mới như vậy. Thì anh em biết là hết 92% là họ đã phản đối rồi, tại vì nó chẳng có một cái giá trị gì cả. Và họ cũng nhìn ra được cái việc là nếu mà Luna mà Hartford ra một cái blockchain mới, cái blockchain cũ bỏ đi, thì những cái người đang nắm giữ Luna và UST bây giờ họ sẽ đi về đâu, đúng không? Và chắc nào nữa cái blockchain mới như vậy thì Dowon sẽ vẽ ra những cái bức tranh mà nó hoa mỹ hơn, nó che giấu nhiều hơn, và họ cũng không chắc rằng cái blockchain mới nó sẽ đi được xa hơn và nó sẽ thành công hơn trong tương lai nữa. Thì đó là cái điều mà bây giờ niềm tin cộng đồng họ đang bị mất rất là nhiều về cái vấn đề này. Đó, anh em thấy không? Hết 92% những người họ đã phản đối về cái vấn đề này rồi ha. Và một thông tin khá là thú vị khác là ngay khi vào cái ngày đó mà bên mà CEO Dowon ông đưa ra một cái đề xuất Hartford như vậy, thì ngay lập tức luôn, chỉ tầm khoảng 30 phút sau đó anh em, thì CZ đó, ông đã đăng một cái dòng trạng thái trên trang cá nhân của ông, đó chính là SMH. Thì về các bạn, SMH là một cái từ nói vui, một cái từ nói ngắn gọn của những người mà của bên phía phương Tây á, tức là Shake My Head anh em, tức là
tôi bó tay với trường hợp này rồi, tôi không hiểu tại sao anh lại làm như vậy nữa. Đó, mặc dù là những cái lời khuyên của CZ cho rằng cái vấn đề hard fork là nó chẳng đi đến đâu cả, nhưng mà Do Won vẫn làm. Mà mình nghĩ rằng là không phải là riêng mỗi mình CZ ông đã nghĩ như vậy đâu anh em. Tức là anh em phải hiểu là còn có rất nhiều người khác nữa, và đặc biệt đó chính là Vitalik Buterin và CEO của sàn FTX là Sam ha anh em. Thì anh em biết là Vitalik là một cái người mà ông là một nhà phát triển mà đó, và ông cũng là cha đẻ của Ethereum nữa, thì ông rất ít khi nào ông tham gia vào những cái drama nó lớn như thế này. Nhưng mà tại vì cái sự kiện này nó quá là lớn nên là Vitalik thì ông cũng đã lên tiếng về cái việc này đó, và ông cho rằng đó là sau cái sự kiện này thì những cái dự án đằng sau nữa thì hãy đừng thử nghiệm với những cái mô hình như thế này nữa. Tại vì nếu mà cứ thử nghiệm những cái mô hình như thế này và cứ vẽ những cái bức tranh như thế này thì chỉ làm hại nhà đầu tư mà thôi. Và chính cái điều đó nó sẽ làm tạo ra một cái rào cản khá là lớn về mặt cảm nhận. Đối với những người họ chưa tham gia vào thị trường này thì họ sẽ cảm thấy rằng là cái thị trường này nó như vậy như kia, nó có những cái điểm xấu như thế này như thế nọ, thì họ sẽ dần dần họ sẽ thoát khỏi thị trường và họ sẽ bỏ rơi thị trường, họ không có tham gia nữa. Nó để lại một cái ấn tượng khá là xấu đối với nhà đầu tư đó anh em. Và thay vào đó thì các dự án nên tìm hiểu và nên build những cái mô hình nó bền vững hơn đó, như là về những cái mô hình quản trị DAO nè, như mình có liệt kê ở đây, hoặc là những cái công cụ thúc đẩy quyền riêng tư, những cái dự án thúc đẩy quyền riêng tư và thúc đẩy cái việc tài chính bền vững anh em. Thì nhưng mà thì ông cũng nói rằng á, thì tại vì đó là cái việc mà đề xuất hard fork của bên phía CEO Do Won, hoặc là đó cũng là một cái đề xuất nó không có được khả thi cho lắm, thì chính Vitalik ông cũng nói rằng á, là không nên làm theo cái điều này đó, và chỉ nên tập trung vào cái việc giống như cái quan điểm của CZ đưa ra là hãy cứu lấy những nhà đầu tư nhỏ lẻ mà họ đã chịu những cái tổn thất khá là lớn trong cái sự kiện này đó. Thì về mặt quan điểm là anh em có thể thấy là cả Vitalik và CZ đều đặt trọng tâm vào cái việc là giúp đỡ cho những cái người, những nhà đầu tư nhỏ lẻ hơn là những cái ví cá voi cá mập gì đó mà họ chịu thua lỗ. Tại vì là chính những người đầu tư nhỏ lẻ thì họ cái vị thế của họ nó khác anh em, nó không giống như những cái tay chơi lớn trên thị trường, nên là họ mới là người cần cứu nhất đó. Nhưng mà về phía của CEO sàn FTX á, thì ông cho rằng á, thì cái sự kiện này nó cũng khá nó cũng lớn đó, nó cũng để lại nhiều cái tổn thất đó. Nhưng mà ông nói rằng á, là cái việc mà mọi người hay trêu chọc CEO Do Won là giống như là một cái sự kiện lừa đảo của bên phía thung lũng Silicon Valley, đó chính là một cái sự kiện mà anh em biết rằng là nó cũng gây khá là tâm điểm đối với thị trường tài chính nói chung, và nó đã từng xuất hiện trong quá khứ rồi, đó chính là siêu lừa đảo Elizabeth Holmes. Thì đã có nhiều người họ ví cái vụ này là họ nói rằng là CEO Do Won giống như là Elizabeth Holmes vậy. Nhưng mà ngay chính cả CEO của sàn FTX là Sam thì cho rằng đây là một cái điều không phải. Tại vì là dẫu cái sự kiện sụp đổ nó đã xảy ra rồi, nhưng mà bên phía của chính Do Won và bên phía của chính dự án Terra Luna, họ cũng không có phải là giống như là họ lấp liếm những cái gì mà họ đang lừa dối nhà đầu tư ngay từ ban đầu, đúng không? Tức là ông cũng đưa ra những cái thông tin chính thức, như là về bên phía là cái dự án của Anchor Protocol đi, họ cung cấp một cái lãi suất đến 20% như vậy, và họ được và cái đồng USD nó được bảo chứng bằng Luna đó, và nó cũng có những cái cơ chế như vậy như kia. Tức là ông phơi bày tất cả ra đến cho với nhà đầu tư, chứ ông không hề lấp liếm nè, ông không hề lấp liếm rằng là cái cơ chế nó hoạt động không minh bạch như vậy được, đúng không anh em? Tại vì như anh em cũng biết rằng trước đây, trước cái sự kiện mà cuộc khủng hoảng như vậy đó, thì bên phía của khi mà anh em đọc về dự án Terra Luna hay hoặc là anh em đọc về USD, anh em đọc về Anchor Protocol, thì họ đã phơi bày tất cả những cái đó ra hết rồi. Nên về phía quan điểm của Sam thì ông nghĩ rằng là chúng ta không nên so sánh như vậy. Và cái sự kiện sụp đổ đó và cái sự kiện sụp đổ và cái những cái mà lãi suất 20% như vậy, thì bên phía thị trường tài chính nói chung thì nó vẫn có những cái mô hình như vậy mà. Vì thế nên mọi người đang bị phân biệt một cách nó khá là nhầm lẫn bởi việc là lừa đảo và cái mô hình nó không bền vững đó. Thì mình nghĩ rằng, mình hiểu rằng là Sam đang muốn truyền tải đến một cái thông điệp đó, và mình cũng thừa nhận ở cái điểm này là mặc dù á nó có những cái điểm chê trách đối với cái sự kiện này, đối với Do Won, đối với Terra, đối với USD, nhưng mà có một điểm mình rất là đồng ý đối với Sam, đó chính là về việc là mình không cho rằng á là CEO Do Won đang lừa nhà đầu tư anh em. Tại vì như mình mới vừa trình bày đó, tất cả những cái mô hình đó ông đã phơi bày từ khá là lâu rồi, và anh em đọc vào anh em cũng biết là 20% đó, rồi bảo chứng ra sao, rồi cái cơ chế minboy nó như thế nào, đúng không? Chứ ông không có lừa đảo gì ở đây cả. Thì cái đó là cái quan điểm của mình ha. Rồi và cái việc mà trong mấy ngày qua thì anh em cũng hiểu rằng á, là có rất nhiều người đang muốn là bắt đáy Luna, bắt đáy USD, và mình thấy rằng là
hiện tại nó có rất nhiều thông tin xoay quanh cái sự kiện này, cũng có nhà đầu tư lo sợ, cũng có nhà đầu tư đang thực sự tham lam trong cái việc đưa ra cái quyết định đầu tư của mình xoay quanh cái sự kiện này. Nhưng mà thông qua cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ một cách vô cùng thẳng thắn đối với anh em, đó là vào thời điểm hiện tại thì anh em không nên đầu tư vào Luna và UST nữa, vì cái sự sụp đổ của nó đã đi đến một cái mức như vậy rồi, nó đã ảnh hưởng khá là lớn như vậy rồi, và ngay cả chính những nhà lãnh đạo của giới crypto toàn cầu họ đã lên tiếng về cái việc này đó. Và nếu mà anh em để ý kỹ đó thì cái sự kiện này nó đã dần nó vượt qua ngoài cái tầm kiểm soát của thị trường chúng ta rồi, và nó đã đi đến về mặt pháp lý. Và về mặt pháp lý là tại sao, thì anh em, thì thứ nhất đó chính là CEO Do Won đang đứng trước nguy cơ bị nhà lập pháp Hàn Quốc đưa ra điều chọn trước quốc hội để mà có thể giải thích kỹ về cái sự sụp đổ này, và cũng như là những cái việc mà liên quan đến việc bảo vệ nhà đầu tư và bồi thường cho nhà đầu tư. Và cái vấn đề thứ hai đó chính là đội ngũ pháp lý của Terra vào sáng hôm nay chúng ta cũng mới vừa nhận được một cái tin tức là họ cũng đã đồng loạt từ chức rồi. Tức là cái đội ngũ pháp lý của team Terra, họ là những người hiểu về pháp lý nhất, họ là những người đảm bảo về pháp luật nhất để mà có thể giúp Terra, có thể nếu mà Terra rơi vào một cái tình cảnh nào đó khó khăn về mặt pháp lý với giới chính quyền thì họ sẽ đứng ra họ giải quyết cái vấn đề đó, đúng không? Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì họ cũng đã rời tàu rồi anh em. Đó, tức là cái vấn đề của Terra bây giờ nó không chỉ là gói gọn trong vấn đề là sụp đổ và giảm giá nữa, và nó đã vượt ra khỏi cái giới hạn đó rồi. Nó liên quan về mặt pháp lý, và không chỉ là Terra bị nhà lập pháp Hàn Quốc ông muốn đưa CEO Do Won ra điều trần nữa, mà trong tuần trước mình cũng có gửi cho anh em một thông tin khá là quan trọng khác, đó chính là về SEC anh em. Tức là bây giờ SEC họ cũng đang tìm cách để mà họ tiến hành điều tra vào cái dự án này, tức là pháp lý đang bổ vây Terra. Đó, phương án Terra đưa ra hard fork nó không hoàn toàn khả thi. Đó, nó không hoàn toàn khả thi là như mình mới vừa giải thích rồi. Và cái thứ ba đó chính là về cái lý tưởng và cái hướng đi của founder và CEO, đó chính là Do Won. Thì anh em cũng biết mình rất tôn trọng Do Won, tại vì ông là một builder, đúng không? Khi mà sự kiện sụp đổ như vậy, ông vẫn lên Twitter để mà ông đưa ra những cái phương án, thì mình rất là tôn trọng ông ở cái quan điểm đó. Và hiếm có một người nào mà khi gánh một cái cuộc khủng hoảng như vậy mà họ dám đứng ra để mà họ đưa ra những cái đề xuất, mặc dù cái đề xuất đó nó có thể sai, nó có thể đúng, nhưng mà mình đánh giá rất cao bản lĩnh của Do Won khi mà ông dám chịu, ông dám nhận những cái đó. Nhưng mà về mặt lý tưởng thì tại sao mình lại nói là anh em không nên đầu tư? Tại vì như mình cũng vừa chia sẻ một cái keyword hồi nãy, đó chính là về trước đây thì ông nói là tất cả vì UST, sau đó ông hy sinh Luna để ông cứu UST, nhưng mà bây giờ ông lại bỏ rơi chính UST để mà ông cứu lại Luna và Terra. Thì cái việc đó là, và sẽ còn bao nhiêu lần nữa nó có thể lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần nữa trong tương lai, và cái điều đó là một cái điều vô cùng rủi ro. Mà mình cho rằng đó là cái lý do thứ ba mà anh em nên chú trọng vào cái vấn đề này. Tại vì thì khi mà giá nó giảm cực độ như vậy thì sẽ có rất nhiều người sợ hãi, đúng không? Nhưng mà cũng sẽ bên cạnh đó cũng sẽ có rất nhiều người bay vào bắt đáy để mà cho nó bùm lên cao gì đó. Thì mình đưa ra ba lý do vừa nãy để mà cho anh em có thể cảnh tỉnh anh em để mà chúng ta không nên đầu tư ngay tại thời điểm này. Tại vì cái sự kiện này nó quá là lớn, nên mình cũng nhận được rất nhiều những cái lời khuyên, những cái gì đó tham vấn gì, rồi cộng đồng anh em cảm thấy anh em khá là xôn xao để mà có thể vào lúc này chúng ta có nên mua không, thì câu trả lời của mình là không anh em. Thì ở đây mình cũng xin lỗi những anh em nào mà trái quan điểm với mình, tại vì mình chỉ đưa ra những cái quan điểm theo một cái cách mình đang nhìn nhận thẳng thắn nhất về cái vấn đề này mà thôi. Và trong á, và đặc biệt hơn đó anh em, thì trong cái việc mà hard fork của Terra đó, thì ông CEO Do Won thì ông có list ra một hàng loạt cái danh sách đó về những cái dự án mà đang build trên Terra để mà có thể định hướng những cái dự án này có thể hỗ trợ ông để mà chuyển sang một cái hard fork mới, là một cái blockchain mới. Nhưng mà trong những cái dự án đó thì anh em có một điểm khá là thú vị, đó chính là không hề có Anchor Protocol, một cái dự án mà đã khiến Terra và UST bay một cách rất là mạnh mẽ trong vòng một năm qua. Đó, thì có lẽ giờ là dường như khi mà chuyển sang một cái blockchain mới, nó càng củng cố thêm cho chúng ta một cái quan điểm rằng là có lẽ UST, Anchor và những gì mà đã làm khiến cho Luna lụi tàn như vậy đều bị ông gạt qua một bên hết. Đó, thì đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em về cái sự kiện này ha. Rồi, thì chúng ta đã nói về Terra và Luna một cái tóm tắt, và chúng ta cũng đã khá là bị cuốn vào cái vòng xoáy này trong tuần này rồi. Thì chúng ta hãy nhìn về một cái hướng mà nó đang diễn biến cho thị trường để mà nó có thể làm cái bàn đạp cho chúng ta tiếp theo trong tương lai đi. Tại vì có thể Terra sẽ là tâm điểm vào lúc này, nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào tương lai, nhìn vào cái nhịp chuyển động của thị trường một cách xa hơn, thì cái câu chuyện này nó sẽ sớm kết thúc mà thôi, và chúng ta vẫn sẽ còn lại Bitcoin, chúng ta vẫn sẽ còn lại Ethereum, và chúng ta vẫn sẽ còn thị trường ở đó ha, và đặc biệt là Bitcoin. Thì
Tiếp theo đó thì mình cũng muốn chia sẻ một cái chỉ số on-chain về Bitcoin để mà cho anh em biết được rằng là chúng ta đang ở đâu. Thì như vào tuần trước mình cũng đã đưa ra khá nhiều chỉ số đến cho anh em là hiện tại Bitcoin đang ở một cái tình trạng khá là xấu. Ở đây mình sẽ không nói chuyện về mặt giá cả anh em, mình chỉ nói chuyện về những cái mà nó sẽ tác động đến cái xu hướng chính của Bitcoin vào thời điểm hiện tại mà thôi. Thì anh em biết đó, trong tuần rồi đó thì chúng ta có gì? Ở đây thì mình có một cái biểu đồ mà trong vài ngày qua nó khá là biến động. Đó chính là cái exchange inflow. Ở đây nó biểu hiện cho chúng ta điều gì? Ở đây nó biểu hiện cho chúng ta rằng là cái số lượng Bitcoin được nạp lên các sàn giao dịch đó nó lớn đến như mức nào. Thì anh em thấy trong tuần qua nó đã dựng đứng một cái cây như thế này. Và nếu chúng ta đối chiếu theo một cái dòng lịch sử đó thì dường như là trong vòng 2 năm qua đây là cái thời điểm mà cái lượng Bitcoin được đẩy lên các sàn giao dịch nó cao nhất anh em. Cái điều đó nó chứng tỏ cho chúng ta biết được rằng đó là các nhà đầu tư bây giờ họ đang đẩy Bitcoin lên để mà họ bán rồi, chứ họ không hoàn toàn tích lũy Bitcoin ngay tại thời điểm này ha anh em. Rồi, và tiếp theo nữa thì chúng ta có gì? Chúng ta có một cái tín hiệu khá là xấu từ thợ đào. Và cái việc thợ đào này đó là mình đã nhắc với anh em khá là nhiều lần và mình cũng rất quan tâm về cái chỉ số này. Và dường như là cái chỉ số này là cái chỉ số mà mình khiến mình lo sợ nhất anh em. Đó, tại sao thì anh em cứ nhìn vào ngày 19 tháng 5 và anh em cứ nhìn những cái lịch sử bán tháo của thợ đào trong quá khứ thì anh em sẽ thấy được rằng là cái bức tranh nó kinh khủng như thế nào, đúng không? Thì á, về mặt thợ đào đó thì cái lượng mà thợ đào nạp lên các sàn giao dịch Bitcoin đó thì nó cũng đã chạm đỉnh trong vòng 1 năm trở lại đây. Thì đây cũng là một cái tín hiệu tiếp theo để mà có thể khiến chúng ta phải cực kỳ thận trọng ngay tại thời điểm này đó. Vì ngay tại thời điểm này thì các cổ phiếu của các công ty khai thác như mình đã đưa tin trong tuần trước thì họ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu đó. Và cái việc mà họ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như vậy mà họ phải trang trải những cái chi phí khai thác đó, và cùng với đó là cái tâm lý thợ đào khi mà họ tích lũy từ tháng 2, tháng 3, tháng 4 nó không đạt kết quả khả quan, thì chúng ta hãy hình dung ra một câu chuyện rằng rất có thể khả năng khi mà cái làn sóng đó nó đạt tới một cái điểm uống thì chắc chắn là thợ đào họ sẽ nhúng tay vào cái việc bán như thế này đó. Và cái việc mà trong vòng tuần rồi khi mà họ đẩy lượng Bitcoin lên sàn mà nó cao đến như vậy trong vòng 1 năm trở lại đây thì chúng ta cũng phải nên cực kỳ cẩn trọng vào cái thời điểm này anh em. Rồi, và tiếp theo nữa thì một lần nữa vào tuần trước mình cũng có đề cập đến cho anh em, vào tuần trước thì các tay to, các cá voi họ đang đẩy Bitcoin lên sàn chứ không phải là những nhà đầu tư nhỏ lẻ nữa. Tại vì những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì đúng rồi, bây giờ là hết 40% nhà đầu tư nhỏ lẻ họ đã bị thua lỗ rồi. Thì bây giờ cái việc mà nó càng thua lỗ như vậy thì bây giờ họ có hai lựa chọn. Một là họ bán, đúng không? Còn hai là họ giữ. Thì đối với anh em thì anh em có bán ở cái thời điểm này không? Hoặc hay là anh em sẽ giữ để mà anh em tích lũy thêm, để mà anh em chờ một cái chu kỳ uptrend tiếp theo, đúng không? Thì nếu mà các anh em bán á, thì cái chỉ số đó thì nó sẽ rơi vào một cái chỉ số retailer, tức là một cái chỉ số mà nó cho chúng ta biết rằng chỉ những nhà đầu tư nhỏ lẻ họ bán với một cái volume nó nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà trong tuần này á thì CryptoQuant á thì họ lại đưa ra một cái volume khác anh em, tức là cái volume này á nó biểu hiện cho cái việc là những cái cá voi họ đang dịch chuyển một cái lượng lớn BTC lên sàn để mà họ bắt đầu họ thực hiện hành vi chuyển qua altcoin hoặc là bán gì đó. Nhưng mà chí ít chúng ta cũng phải biết được rằng đây là một cái động thái cũng nguy hiểm tiếp theo mà chúng ta cần phải xem xét hơn ha anh em. Rồi, và nữa thì ngoài cái việc mà được đẩy lên các sàn spot đó thì cái lượng BTC đó được đẩy lên các sàn giao dịch mà tương lai đó thì nó cũng tăng trưởng khá là đột biến với một cái volume cực kỳ đột biến bởi các cá voi. Thì tại sao cái vấn đề này thì anh em biết rằng là khi mà chúng ta vào cái thị trường phái sinh á, chúng ta chơi long short thì không phải là chúng ta chỉ có những cái cặp như là cặp về USDT với coin mà thay vào đó chúng ta cũng có những cặp coin với coin anh em. Nhưng mà đối với vị thế của các cá voi đó thì họ lại rất thích chơi những cái cặp này anh em. Đó, họ đẩy BTC lên để mà họ short hay sau đó. Thì cái việc mà đẩy BTC lên các sàn giao dịch giao ngay chưa đủ mà họ còn đẩy lên các sàn giao dịch mà phái sinh nữa. Đó, thì cái điều này là như mình cũng vừa đề cập hồi nãy là tại sao mình phải đặt một cái câu hỏi, tại sao là họ lại đẩy lên mạnh đến như vậy, họ đẩy lên để họ làm gì đó. Thì đó là một cái điều, đó là một cái chỉ báo cực trọng thứ hai mà mình muốn gửi đến cho anh em ha. Và tiếp theo nữa đó thì hồi nãy mình có nói về cái vấn đề mà các thợ đào họ đã đẩy bit lên nhiều đến như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta xem xét vào cái biểu đồ mining reserve đó, tức là cái biểu đồ mà nói về cái vấn đề mà thợ đào họ đang tích trữ Bitcoin như thế nào đó, thì sau khi nó đâm một cái cây mạnh như thế này anh em, nó đâm một cái cây mạnh như thế này thì đến thời điểm hiện tại thì bắt đầu nó đã có một cái chiều hướng hồi phục lên. Thì cái điều này nó cho chúng ta thấy được rằng là củng cố thêm cái việc là chắc chắn là trong thời gian gần tới, có thể là tháng 6, tháng 7, ngay tại cái thời điểm mà Fed tiếp tục nâng lãi suất với một cái mức là 0.5% như mình đã liên tục đề cập đến cho anh em, thì đến thời điểm đó thì mình nghĩ rằng đó thì các thợ đào họ mới chính thức họ xác nhận được cái hành vi rằng là
chúng tôi có nên bán hay không. Nhưng mà tại cái thời điểm này nè, thì mình cho rằng là họ đang bị lưỡng lự giữa một cái việc là chúng tôi nên bán hay là chúng tôi nên tiếp tục tích lũy anh em. Tại vì á, mặc dù cái việc mà họ đẩy BTC lên sàn nó nhiều như vậy, nhưng mà đồng thời á, là cái lượng reserve, cái lượng dự trữ của họ nó lại đang có chiều hướng phục hồi. Nên chúng ta có thể thấy được rằng là ok, bây giờ chắc hẳn đang là thời điểm lưỡng lự của họ. Chứ nếu mà họ kích hoạt một cái làn sóng bán tháo thì chắc chắn mình nghĩ rằng là BTC anh em sẽ không được nhìn thấy ở cái mức 29.000 đô la bây giờ đâu. À. Rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một số cái điểm tích cực khi mà cái chỉ số Bitcoin mining difficulty nó đã lập ATH mới trong tuần này, đó chính là về cái độ khó khai thác Bitcoin. Cái điều này nó lại một lần nữa nó cũng cố cho cái lập luận mình mới vừa chia sẻ cho anh em luôn. Tức là mặc dù giá Bitcoin có giảm đó, cái cuộc khủng hoảng Luna USDT nó có lớn như vậy đó, nhưng mà các thợ đào họ vẫn tiếp tục, họ làm tốt cái công việc của họ là họ liên tục tranh nhau, liên tục tranh đấu nhau để mà họ tìm ra một cái block tiếp theo, liên tục tìm ra được một cái số lượng tiếp theo họ tạo ra để mà họ dự trữ về túi của họ chẳng hạn. Đó thì cái điều này nó cho chúng ta thấy là cái độ bảo mật và cái sự an toàn của mạng lưới Bitcoin đang được đảm bảo khá là chỉnh chu và khá là an toàn luôn. Đó thì ok, đây cũng là một cái dấu hiệu để mà cho chúng ta biết được rằng là mặc dù thị trường có đang đi xuống, có đang suy thoái như vậy, nhưng mà thợ đào họ vẫn rất làm việc rất là tích cực. Thì đó cũng là một cái yếu tố tích cực trong hàng loạt những cái mà tiêu cực mình vừa nêu ra anh em. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho có thể cho chúng ta một chút hy vọng tiềm năng nào đó để mà cho có thể cho giúp Bitcoin phục hồi trong vòng tháng 5 đó, ít nhất là phục hồi anh em, chứ mình không dám khẳng định là Bitcoin nó sẽ boom và nó bắt đầu một cái chu kỳ tăng trưởng mới. Thì đó là một câu chuyện khá là khó ngay tại hiện tại, và chúng ta chỉ mong một cái câu chuyện nó hồi phục mà thôi. Tại vì nếu mà xét về mặt tương quan thì trong quá khứ thì Bitcoin cái chỉ số hash rate và cái chỉ số mà độ khó đọc Bitcoin thì nó luôn luôn nó tỷ lệ thuận với cái diễn biến giá của Bitcoin. Thì đó là một cái dữ liệu mà chúng ta cũng cần nên đối chiếu vào để mà chúng ta có thêm cái hy vọng, chí ít là một chút hy vọng thôi vào thời điểm hiện tại ha. Rồi, và một cái hy vọng tiếp theo đó chính là về cái việc là mặc dù những cái cá voi ẩn danh hồi nãy mình vừa chia sẻ họ đẩy Bitcoin lên sàn như vậy, nhưng mà trong tuần rồi một cái chỉ số khá là bất ngờ mà mình cũng muốn chia sẻ đến cho anh em, đó chính là những cái tổ chức mà họ public ra cho anh em thấy luôn là cái dòng tiền trao đổi hàng tuần của họ đó. Thì trong tuần này là họ đã đổ vào khoảng là 298 triệu USD để mà họ mua BTC anh em đó. Và bất ngờ hơn đó là cái dòng tiền hàng tuần này đó thì nó lại tương đương với cái dòng tiền hàng tuần được ghi nhận vào hồi tháng 10 năm 2021. Mà anh em biết cái hồi tháng 10 năm 2021 đó chính là cái tháng mà những cái ông tổ chức public như thế này đó, đó mấy ông mua đến khoảng 2 tỷ bit và mấy ông đẩy cái dòng tiền lên hàng tuần cao nhất tổng cộng lại là 9 tỷ, và nó đã khiến cho Bitcoin bùm một phát một lên 69.000 đô la. Đó thì nếu mà chúng ta xét về những cái bức tranh như vậy thì chúng ta có thể hy vọng rằng là tại sao thời điểm này khi mà vào tuần trước mình vừa chia sẻ Bitcoin nó giảm xuống dưới ngưỡng 28.000, thì trong vòng tuần này kéo đúng một tuần đúng không, thì cái dòng tiền được ghi nhận từ tuần trước mấy ông đã đổ vào trở lại rồi. Và điểm đặc biệt hơn là anh em tính từ đầu năm 2022 thì đây là cái dữ liệu dòng vốn hàng tuần đổ vào nhiều nhất và cũng là duy nhất trong 3 tháng trở lại đây, với một cái mức khủng như thế này là 298 triệu USD chỉ tập trung vào Bitcoin mà thôi. Còn về Ethereum, còn về Solana hay là còn về Polkadot hoặc là những cái lớp tài sản khác ha, thì mấy ông lại rút tiền ra. Đó, tức là chúng ta cũng hãy ngầm xác định rằng là cái việc mà Bitcoin bị đạp về dưới ngưỡng 28.000 đô đó chính là một cái cơ hội mua tuyệt vời đối với những cái tổ chức lớn, họ đang muốn tích trữ Bitcoin theo một cái mức dài hạn như vậy. Rồi ha anh em. Và tiếp theo nữa đó thì một cái thông tin cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em đó chính là chúng ta hãy nhìn vào stablecoin đi. Thì anh em biết á, là ngày hôm qua chúng ta vừa nhận được một cái tin tức á, là Tether họ đã bị mất khoảng là 7 tỷ USD đúng không? Đó, họ đã bị mất khoảng 7 tỷ USD. Và chúng ta cũng nhìn vào cái biểu đồ total supply của stablecoin đó, thì đây là một cái khoảng thời gian đầu tiên trùng hợp với thời điểm của cuộc khủng hoảng của Luna và USD, thì cái tổng nguồn cung của stablecoin nó đã bị sụt giảm xuống. Anh em thấy theo một cái biểu đồ như vậy, đó nó kéo dài xuyên suốt trong vòng hơn một năm qua thì nó cứ liên tục tăng trưởng như vậy, nhưng đến đoạn này thì nó bắt đầu nó đi xuống rồi. Cái điều này nó cho chúng ta thấy được là gì? Cho chúng ta thấy được rằng là ok, các nhà đầu tư bây giờ họ đã chốt lời ra hết rồi. Và cái thị trường nó không có còn một cái độ giãn nở nữa để mà thu hút những cái nhà đầu tư mới vào, để mà họ phải in ra thêm cái lượng stablecoin về USDT. Chí ít là in ra thêm để mà cho các nhà đầu tư có thể sở hữu lượng stablecoin để mà đầu tư vào Bitcoin đúng không? Đó thì đó, nó lại càng củng cố cho cái việc rằng là thị trường của chúng ta đang trong cái chu trình gián đoạn ha. Và nó chưa được sự giãn nở, chứ chưa nói tới việc là nó sẽ tăng trưởng hơn trong tương lai nữa.
và những cái câu chuyện xoay quanh về Tether trong thời gian gần đây nó cũng gây một cái độ hoang mang nhất định đối với nhà đầu tư, khi mà anh em thấy là trong tuần trước Tether bị mất pet so với $1 và kéo theo hàng loạt những cái đồng stablecoin khác, như là về việc đặc biệt là về stablecoin thuật toán đó của những cái dự án như là về Near, về Tron, hoặc là trong tuần này chúng ta có DeFinance thậm chí bị chia hai luôn, và chúng ta có thêm nhiều cái trường hợp khác của những cái nền tảng khác như là Cava Network chẳng liên quan gì đến cái vấn đề cái cơ chế của họ, nó chẳng gặp một cái vấn đề gì cả, nhưng mà chỉ vì một cái làn sóng DeFi được gây ra bởi Luna và UST như vậy, nó đã khiến cho hàng loạt những cái dự án đang sử dụng stablecoin thuật toán của họ phải chịu ảnh hưởng nặng nề như vậy. Thì người ta cũng đặt ra một cái dấu chấm hỏi rằng là liệu sau cái cuộc suy thoái này, mà ngay khi mà Tether họ bị mất pet như vậy, một cái đồng stablecoin lớn nhất thị trường bị mất pet như vậy, thì dĩ nhiên chúng ta có còn tin tưởng vào stablecoin nữa hay không, đúng không? Thì cái việc mà khi mà họ không tin tưởng vào stablecoin nữa thì họ phải rút hết ra để mà họ chuyển về tiền mặt, đúng không? Để mà họ tránh cái rủi ro có thể bị mất mát hơn nữa trong tương lai. Thì đó cũng là những cái nguyên do mà xoay quanh một cái câu chuyện nó khởi điểm từ Luna và UST mà thôi. Nhưng mà mình cho rằng là có thể Tether họ đang gặp những cái vấn đề như vậy, những cái stablecoin thuật toán khác của những cái nền tảng khác họ đang gặp những cái vấn đề như vậy đó. Nhưng mà như anh em cũng biết là cái thị trường của chúng ta nó đã trải qua rất là nhiều năm rồi, và kể từ năm 2017 thì Tether cũng đã gặp khá là nhiều phớt rồi, và cũng đã có khá là nhiều những cái thông tin đồn đoán là tất cả sẽ đi vào lũ tàn, tất cả sẽ biến mất, nhưng mà chúng ta vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay mà thôi đó. Và mình cũng thông qua cái việc mà cuối video thì mình cũng một lần nữa để mà có thể là động viên anh em để mà có thể chúng ta vững tin hơn vào cái thị trường này ở trong về cái mặt dài hạn đó, tại vì cái sự kiện này nó khá là lớn nên là nó kéo theo tất cả những cái hệ lụy của nó đều bị ảnh hưởng chung. Chứ thực sự nếu mà mình nghĩ rằng cái câu chuyện Luna và Justin nó không xảy ra thì chúng ta sẽ không có phải gặp những cái vấn đề nghiêm trọng đến như hiện tại đâu anh em. Rồi, có thể rằng là cái video này nó cũng khá là dài rồi nên mình cũng xin tạm dừng tại đây, và rất cảm ơn anh em đã theo dõi mình nha. Hẹn gặp anh em ở tuần sau. Bye bye.